Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, theo thống kê từ SSI, lợi nhuận quý 1 của 12 ngân hàng niêm yết tăng trưởng tới 51,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng 36% của năm 2017. Trong đó có những ngân hàng đạt mức tăng gấp 2 đến 3 lần so với cùng kỳ. Ngay cả các ngân hàng quy mô lớn cũng đạt tăng trưởng ấn tượng như Vietcombank, lợi nhuận cũng tăng tới 59%. Vậy đâu là động lực trong bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng trong quý 1 vừa qua? Tỷ trọng lợi nhuận từ mảng tín dụng và phi tín dụng đã có sự thay đổi như thế nào trong những tháng đầu năm và triển vọng lợi nhuận cuối năm 2018? Chuyên đề tạp chí Ngân hàng tuần này sẽ dành thời lượng để phân tích về tất cả những vấn đề trên. Mời quý vị cùng theo dõi và trước hết, mời quý vị cùng đến với bức tranh lợi nhuận ngân hàng qua phần tổng hợp ngay sau đây. Năm 51,6% là tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 3 tháng đầu năm 2018 của 12 ngân hàng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Theo thống kê của Bộ Phân tích SSI Retail Research thuộc công ty chứng khoán SSI, cao hơn so với mức tăng 36% trong năm 2017. Trong đó có những ngân hàng đạt mức tăng gấp 2 đến 3 lần, VIB, ACB, HD Bank, TP Bank và Exim Bank. Điển hình như HD Bank, lợi nhuận quý 1 tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ. VIB và TP Bank báo lãi vượt 500 tỷ. AB Bank báo lãi 383 tỷ đồng. Ngay cả các ngân hàng quy mô lớn cũng tăng trưởng ấn tượng, như Vietcombank, lợi nhuận cũng tăng tới 58,7% với lãi trước thuế lên tới 4.359 tỷ đồng. Chỉ riêng quý 1, Vietcombank đã hoàn thành được 1/3 kế hoạch năm. Vietinbank đứng thứ hai, đạt 3.027 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 19% so với cùng kỳ. Đáng lưu ý, trong bức tranh lợi nhuận ngân hàng theo đánh giá từ SSI, tổng thu từ hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng tăng 35% so với cùng kỳ, trong khi tổng chi hoạt động chưa gồm trích lập dự phòng tăng chưa gần bằng một nửa, chỉ tăng 15,75%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được kỳ vọng sẽ giảm bớt trong năm 2018, nhưng thực tế tăng rất cao, tăng 50%, chủ yếu do BIDV tăng 156% và VB Bank tăng 57%. Chi phí dự phòng của Vietcombank tăng thấp với 6,9%, còn ACB, TP Bank giảm so với cùng kỳ. Vâng, thưa quý vị, thu từ lãi tăng trưởng 25-26% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tỷ trọng mảng phi tín dụng cũng đã chiếm tới 25% tổng thu nhập của hệ thống ngân hàng. Đây chính là những động lực quan trọng giúp cho bức tranh lợi nhuận ngân hàng ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ trong 3 tháng đầu năm 2018. Phóng sự sau sẽ đề cập chi tiết hơn về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thống kê 13 ngân hàng cỡ lớn và trung bình của Việt Nam đã công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2018, gồm ngân hàng BIDV, Vietinbank, Vietcombank, SHB, MBB, Sacombank, ACB, VIB, VPBank, Eximbank, Techcombank, TPBank và Liên Việt Postbank cho thấy tổng thu nhập lãi thuần đến từ lĩnh vực tín dụng đạt hơn 43,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng tới 24,8% so với cùng kỳ. Còn theo con số thống kê từ SSI, thu từ lãi của 12 ngân hàng đã niêm yết tăng 26% trong 3 tháng đầu năm. Những con số này cho thấy tín dụng vẫn là đầu tàu tạo động lực cho bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng trong những tháng đầu năm nay. Thực ra thì lợi nhuận ngân hàng trong quý 1 2018 vừa qua thì được hưởng lợi rất là nhiều từ cái sự tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian 2 năm trở lại đây. Trước hết là từ cái hoạt động huy động vốn và cho vay. Theo thống kê của SSI thì cho thấy là lợi nhuận ngân hàng quý 1 tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Là cái tín dụng của năm nay, cái tăng trưởng tín dụng trong quý đầu thấp hơn năm ngoái, nhưng mà cái lượng tín dụng ra cũng rất là dồi dào cho nền kinh tế. Và các ngân hàng cũng tìm cách tăng cái biên độ lợi nhuận, tức là cái chênh lệch giữa lãi suất đầu vào và đầu ra. Thì đây là một cái điều mà các ngân hàng họ chỉ có thể thực hiện được nếu mà cái lãi suất đầu vào, tức là cái chi phí vốn họ giảm xuống. Thì một số ngân hàng thành công trong cái việc mà giảm chi phí đầu vào để mà tạo ra cái biên độ lợi nhuận nó cao hơn và từ đó tạo ra cái nguồn lợi nhuận tốt cho ngân hàng. Tuy nhiên, nếu xét về cơ cấu tỷ trọng thu nhập lãi thuần trong tổng thu nhập hoạt động của nhóm 13 ngân hàng cỡ lớn và trung bình của Việt Nam đã công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 vừa qua, tỷ trọng này đã giảm xuống còn 74,34% so với mức từ 79,29% của cùng kỳ năm trước. Như vậy, đã có hơn 25% thu nhập còn lại của các ngân hàng trong quý 1 năm nay đến từ mảng phi tín dụng.
Các ngân hàng hiện nay cũng nhận thức rất là rõ vấn đề là tăng tín dụng đến cái mức độ nào thì là hợp lý và làm sao để nó không bị những cái rủi ro nảy sinh, có thể do nguyên nhân khách quan, chủ quan của ngân hàng. Và vì thế mà tăng cường đầu tư công nghệ, phát triển các cái dịch vụ phi tín dụng và trong đó có dịch vụ ngân hàng điện tử. Và một khi là tăng cái dịch vụ phi tín dụng lên thì cũng có những khoản thu và cái mức độ rủi ro lại thấp hơn so với tín dụng thì cũng làm cho cái lợi nhuận của ngân hàng tăng thêm. Theo chia sẻ từ đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, lợi nhuận của ngân hàng luôn giữ được mức tăng trưởng trên 50% trong những năm gần đây. Và động lực của tăng trưởng lợi nhuận đến từ mảng bán lẻ, riêng trong những tháng đầu năm 2018, thu phí và bảo hiểm là hai lĩnh vực mang lại nguồn thu lớn cho ngân hàng. Trong quá khứ thì lợi nhuận của chúng tôi gần như năm nào cũng tăng trưởng 50%. Nếu các bạn nhìn, đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai là chúng tôi làm bán lẻ. Bán lẻ nó có cái hay là giai đoạn đầu thì các bạn sẽ phải mất tốn phí rất nhiều để làm marketing. Nhưng một khi khách hàng đã là của các bạn thì tự nhiên phí marketing nó giảm đi, lợi nhuận nó sẽ tăng lên. Và cũng nói thêm rằng là trong năm nay thì chúng tôi đẩy mạnh rất nhiều về thu phí, chúng tôi đẩy mạnh rất nhiều về bancassurance. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là nguồn thu khá lớn cho ngân hàng. Bởi vì các bạn cũng hiểu rằng room tăng trưởng tín dụng nó không có nhiều, cho nên chúng tôi sẽ phải chọn cái phân khúc nào mà nó đem lại lợi nhuận cho ngân hàng nhiều hơn. Được biết, tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ hiện chiếm tới 7,78% tổng thu nhập hoạt động khác chiếm 7,8%. Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần cao gấp 3 lần so với cùng kỳ. Mặc dù tăng trưởng tới 25-26% trong quý 1 vừa qua, nhưng nếu xét về tỷ trọng lợi nhuận thu về từ mảng tín dụng lại sụt giảm từ 79,29% cùng kỳ năm trước về 74,34%, thay vào đó là lợi nhuận thu về mảng dịch vụ. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, việc chuyển dịch về cơ cấu nguồn thu của các ngân hàng là một tín hiệu tích cực cho thấy bức tranh lợi nhuận đang ngày càng an toàn và bền vững hơn. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, việc giảm dần tỷ trọng thu từ tín dụng, tăng thu nhập ngoài lãi, đây là xu hướng cần thiết và mang tính tất yếu đối với các ngân hàng thương mại. Cạnh với việc là tăng trưởng tín dụng như đi đôi với nó là phải nâng cao chất lượng, thì các ngân hàng đều từng bước mở rộng phát triển các cái kênh dịch vụ phi tín dụng, mà trong đó cái dịch vụ mà gần đây các ngân hàng thực sự quan tâm đó đến là dịch vụ ngân hàng điện tử. Và tôi cho là các cái dịch vụ ngân hàng điện tử có điều kiện phát triển thì cũng tạo điều kiện cho ngân hàng thu được một cái lượng phí không nhỏ qua dịch vụ này. Và vì thế mà việc là từng bước là cái tỷ trọng thu trong tổng thu của ngân hàng nó có cái xu hướng giảm ở khía cạnh này nhưng tăng ở khía cạnh khác thì tôi cũng nghĩ là cần thiết và đấy vẫn là vấn đề tất yếu. Đáng chú ý, tại các quốc gia phát triển, thu nhập từ tín dụng hiện nay chỉ vào khoảng 60-65% nguồn thu của các tổ chức tín dụng. Trong khi đó, tại hệ thống ngân hàng Việt Nam, tỷ lệ này là trên 80%. Điều này có thể tạo rủi ro lớn cho các ngân hàng. Chính vì thế, đa dạng hóa nguồn thu từ phí hay dịch vụ của các ngân hàng Việt không chỉ là đúng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước mà còn phù hợp với thông lệ chung của quốc tế. Khi mà cái nền kinh tế phát triển cũng như là ngành ngân hàng cũng như là các cái ngành khác phát triển thì đòi hỏi là tính chuyên sâu trong hoạt động của cung cấp dịch vụ của ngân hàng, và như vậy thì với cái việc gia tăng cái dịch vụ phí dịch vụ thì ngân hàng sẽ phục vụ tốt hơn cái nhu cầu của doanh nghiệp cũng như là cái hệ thống của người dân. Đấy, thì tôi đánh giá đây là một cái xu thế rất là tích cực trong cái thu nhập cũng như là cái hoạt động của ngân hàng trong thời gian gần đây. Tăng thu nhập từ nguồn phí, cái đó là đúng, bởi vì cái đó là thực hiện những chỉ đạo của chính phủ theo đề án 1058. Theo đó thì các tổ chức tín dụng cần phải cũng như là đa dạng hóa hoạt động của mình và giảm bớt đi cái rủi ro tín dụng, tăng cái nguồn thu từ hoạt động phí và dịch vụ, đảm bảo phát triển bền vững hơn, bởi vì hiện nay của chúng ta vẫn chủ yếu là nguồn thu tín dụng chiếm đến khoảng là 80%. Thông lệ quốc tế đâu đó nó khoảng độ tầm là 60-65% là từ hoạt động tín dụng. Rõ ràng của chúng ta cần phải đa dạng hóa dịch vụ và các hoạt động có liên quan đến thu phí nhiều hơn. Cũng là theo cái hướng phát triển bền vững và thông lệ. Và cũng theo khẳng định của một lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Nhà nước tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 vừa qua, việc giảm tỷ trọng tín dụng xuống, nâng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ lên từ 17-20% là nhiệm vụ trọng tâm của ngân hàng này kể từ năm 2017 cho tới thời điểm hiện tại. Nhờ vậy, bức tranh lợi nhuận của ngân hàng đang trở nên bền vững hơn. Nâng cao cái tỷ trọng thu nhập ngoài lãi
trong tổng thu nhập của ngân hàng công thương là một cái nhiệm vụ trọng tâm của ngân hàng công thương từ năm 2017 và tiếp tục đặt ra đến năm 2020. Thế và cái điều này thì nó sẽ đảm bảo cho ngân hàng công thương phát triển một cách an toàn và bền vững hơn. Nếu như trước đây thì chúng ta 90% chúng ta thu nhập chúng ta phụ thuộc vào tín dụng, thì nay đến nay thì chúng ta đã cái thu nhập ngoài lãi của ngân hàng công thương đến 2017 thì đã tăng lên được là 17%, và cái kế hoạch của chúng tôi đặt ra là đến 2018 này sẽ cố gắng cải thiện nâng lên ở cái mức 20%. Dù biết rằng an toàn bền vững là điều mà nhiều ngân hàng mong muốn trong bức tranh lợi nhuận của mình, song đây lại không phải là một bài toán dễ tìm lời giải đối với mỗi ngân hàng thương mại. Theo lời lãnh đạo một ngân hàng thương mại, thì trọng thu phí dịch vụ phải tăng trưởng lên tới 30%, thậm chí có những dịch vụ phải tăng trưởng đến 50% thì mới có thể cải thiện được cơ cấu thu nhập ngoài lãi trong tổng thu nhập của ngân hàng. Vậy với kết quả đạt được trong quý 1 năm nay, lợi nhuận ngành ngân hàng từ nay cho tới cuối năm 2018 có đạt được kỳ vọng của các ngân hàng thương mại hay không? Mời quý vị đến với ghi nhận ngay sau đây để có thêm thông tin chi tiết. 2,5 đến 3% là niêm lợi nhuận của ngành ngân hàng trong bối cảnh hiện nay. Con số này đã thấp hơn so với tỷ lệ những năm trước đây. Tuy nhiên, để giữ được mức niêm như hiện tại cũng là một thách thức đối với các ngân hàng thương mại, đặc biệt là trong bối cảnh ngân hàng nhà nước vẫn yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp qua việc cắt giảm lãi suất cho vay trong năm 2018. Về mặt xu hướng thì trong những năm vừa rồi, cái niêm của các ngân hàng Việt Nam là theo hướng xu hướng giảm xuống. Trước đây có thể được cao hơn 3% hoặc trên 3%, nhưng mà đến những năm vừa rồi thì nó nằm trong cái khoảng từ khoảng 2,5 đến 3% ở mức bình quân. Thì chúng tôi cho rằng là cạnh tranh cả khu vực huy động vốn rồi cạnh tranh ở khu vực cho vay thì nó cũng là cái áp lực rất lớn lên cái niêm này của chúng ta. Bên cạnh đó thì những cái chỉ đạo của chính phủ, của ngân hàng nhà nước trong việc mà xem xét để điều chỉnh hạ giảm các cái lãi suất cho vay, đặc biệt là đối với những cái lĩnh vực ưu tiên của chính phủ, thì nó cũng là yếu tố nó tác động đến cái niêm của các ngân hàng. Áp lực lớn song trong bối cảnh nền kinh tế đang có những chuyển biến tích cực, các chuyên gia cho rằng lợi nhuận của các ngân hàng từ nay đến cuối năm vẫn sẽ tiếp tục được cải thiện. Các ngân hàng sẽ đạt được những mục tiêu lợi nhuận đã đặt ra cho năm 2018 này. Về lợi nhuận của năm 2018 thì tôi nghĩ là với cái vấn đề vĩ mô hiện tại, với sự quyết liệt của chính phủ tạo điều kiện cái môi trường cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sản xuất cũng như là yên tâm trong vấn đề bỏ vốn đầu tư, và cũng như là tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho ngành ngân hàng trong vấn đề đầu tư cho vay cũng như phát triển các dịch vụ phi tín dụng, thì tôi tin là lợi nhuận của ngân hàng năm 2018 sẽ đạt được các cái kế hoạch mà từng ngân hàng đặt ra cũng như là hệ thống ngân hàng mong muốn đạt được. Bức tranh lợi nhuận của hệ thống ngân hàng năm nay cũng tương đối thuận lợi. Chúng tôi dự tính có thể là tăng đâu đó khoảng từ 25-30%, và cũng là cái mức tương đối phù hợp trong bối cảnh năm nay kinh tế tốt, thị trường cũng rất là tích cực. Đặc biệt là trong bối cảnh khi mà Việt Nam chúng ta vừa mới được Fitch nâng hạng tín nhiệm. Đứng trên góc độ điều hành các ngân hàng thương mại để tiếp tục cải thiện niêm lợi nhuận trong năm 2018 cũng như những năm tiếp theo, việc lựa chọn những phân khúc có nhiều nguồn thu, có mức lãi suất tài trợ cao chính là chiến lược được các ngân hàng thương mại chú trọng. Nếu chúng ta để ý thì cái phân khúc SME tại thời điểm này thì vẫn chưa được phục vụ tốt trong các cái trade finance, trong thanh toán quốc tế. Bởi vì dù sao các ngân hàng vẫn đang nhìn nhận họ là họ hoạt động sổ sách chưa được đàng hoàng. Có vẻ đâu đó vẫn còn hơi, nói như các cụ nói là hơi nhôm nhoam, thì chúng tôi sẽ tăng cường đi vào cái phân khúc đó để chúng tôi cung cấp dịch vụ trọ tốt hơn, và cái đây cũng là cái mảng thu hút phí rất lớn. Ngoài ra thì ngân hàng của chúng tôi vốn là ngân hàng rất là light, rất là nhẹ, cho nên rằng là cái chi phí của chúng tôi cũng ít. Thì nếu như giả sử doanh số nó tăng lên rất là nhiều, chi phí nhìn chung vẫn giữ nguyên, rõ ràng lợi nhuận bao giờ cũng tăng. Đấy là cái lý do mà tôi hoàn toàn tôi tin tưởng rằng là lợi nhuận năm nay của chúng tôi sẽ đạt được con số 2.200 tỷ trước thuế. Để giảm dần cái tỷ trọng tín dụng rồi là đầu tư cho các khu vực, các cái doanh nghiệp có quy mô lớn, để thay vào đó phát triển các dịch vụ và tăng cường thúc đẩy cái tốc độ tăng trưởng mạnh hơn đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như là các cái doanh nghiệp siêu nhỏ. Thì bên cạnh cái việc mà đa dạng hóa như vậy thì chúng tôi cũng đang triển khai hết sức tích cực những cái biện pháp kinh doanh mới để phát triển các cái phân khúc khách hàng mới có cái mức lãi suất tài trợ ở mức tốt hơn. Trong đó có cái việc phát triển mạnh mẽ hơn cái khu vực tài chính tiêu dùng dành cho những cái nhu cầu vay tiêu dùng của cá nhân hay là những cái nhu cầu
vay tiêu dùng siêu nhỏ. Thì cái việc này nó cũng sẽ là yếu tố quan trọng để cải thiện NIM. Sự cải thiện của bức tranh lợi nhuận ngân hàng chính là một tín hiệu đáng mừng đối với nền kinh tế. Bởi với nguồn lực lớn, các ngân hàng sẽ có điều kiện tốt hơn để chung tay cùng các doanh nghiệp, chung tay cùng nền kinh tế. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo, lợi nhuận dù tăng chậm nhưng chắc còn hơn tăng nhanh về số lượng mà thiếu sự bền vững. Vì vậy, mỗi ngân hàng nên lựa chọn cho mình một chiến lược cụ thể phù hợp và mang lại hiệu quả cao nhất cho chính bản thân mỗi ngân hàng thương mại. Tới đây, chương trình Tạp chí Ngân hàng tuần này xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.